Ngày 7 tháng 5, Đoàn Kiểm tra Liên ngành về An toàn thực phẩm số 1 của thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Thanh Trì nhân tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại công ty cổ phần Davicorp Việt Nam trên địa bàn huyện Thanh Trì. Công ty Davicorp Việt Nam chuyên kinh doanh, sơ chế đóng gói rau quả, thịt, thủy hải sản, cung cấp cho một số trường mẫu giáo và tiểu học. Sản lượng công ty cung cấp khoảng 1 tấn rau một ngày cho gần 100 trường học. Tất cả các loại rau quả trước khi thu gom sơ chế đều được kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm soát nguyên liệu đầu vào, yêu cầu có phiếu giao nhận đầy đủ. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã yêu cầu đơn vị cung cấp giấy tờ hợp đồng, phiếu xuất kho, giấy tờ chứng minh nguồn gốc các loại rau quả, nguyên liệu đầu vào. Đoàn kiểm tra cho biết cơ sở có điều kiện vật chất nhà xưởng, khu sơ chế sạch sẽ, bố trí bài bản, đáp ứng yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Quá trình kiểm tra, các sản phẩm rau sau khi được sơ chế có đóng gói tem nhãn đầy đủ để truy xuất nguồn gốc. Ngay sau buổi kiểm tra thực tế tại công ty cổ phần Davicorp Việt Nam, Đoàn Kiểm tra Liên ngành về công tác an toàn thực phẩm số 1 của thành phố Hà Nội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì. Tính đến ngày 4 tháng 5 năm 2024, toàn huyện đã thành lập 64 đoàn kiểm tra liên ngành. Trong đó, 6 đoàn kiểm tra tuyến huyện, 58 đoàn kiểm tra tuyến xã. Tổng cộng số cơ sở được kiểm tra là 1.111 đơn vị, xử phạt hành chính 33 cơ sở với số tiền 177,79 triệu đồng. Huyện đã xây dựng và thí điểm triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng quản lý công tác an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2026. Đến nay, đề án đã đi vào hoạt động được 2 năm. Duy trì giao ban chế độ công tác an toàn thực phẩm định kỳ hàng tháng và đột xuất theo quy định. Chỉ đạo các ngành y tế, nông nghiệp, công thương tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo của cơ quan ngành giáo cấp trên. Tính đến tháng 4 năm 2024, huyện đã ban hành 35 văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì khẳng định, trong những năm qua, huyện luôn làm tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm soát nguồn thực phẩm bán tại các chợ đầu mối, đồng loạt ra quân kiểm tra trong các tháng cao điểm về an toàn thực phẩm. Thanh Trì nằm trong bối cảnh vị trí địa lý, thế còn điều kiện kinh tế xã hội, để từ đó dự báo nhận định ra cái xu hướng nào là có nguy cơ mất an toàn thực phẩm cao nhất. Đấy là Thanh Trì thì tất cả các cổng trường học là không có chuyện bán hàng rong, không có chuyện bán hàng rong xung quanh cái cổng trường học, đảm bảo an toàn thực phẩm ở đấy. Mà nếu mà có những cái cửa hàng bán hàng rong hoặc là những cái gánh hàng ở đó mà không an toàn, những cái xe đấy không an toàn, thì chỉ cần chụp ảnh gửi về ban chỉ đạo sẽ chỉ đạo lãnh đạo địa phương. Huyện Thanh Trì cũng là một trong những địa phương tích cực đi đầu trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong thời gian tới, huyện Thanh Trì nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố, các hộ kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.